Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiêu điểm giao thông phát sóng vào thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình VOV Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Các bến xe chuẩn bị phương án tiếp nhận khi bến xe Lương Yên dừng hoạt động. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thu nộp bộ tiền phạt vi phạm giao thông qua bưu điện. Tiêu điểm: dự án cống hóa kênh mương khu cụ đi qua, tiến độ ì ạch, tai nạn chờ. Thưa quý vị, bến xe Lương Yên sẽ chính thức ngừng hoạt động sau ngày 26 tháng 7 tới. Nhằm tạo điều kiện cho hành khách đi lại thuận tiện, các đơn vị liên quan của thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra công tác tiếp nhận tại một số bến xe, đồng thời xây dựng phương án tổ chức kết nối vận tải hành khách công cộng, tránh xáo trộn hoạt động của các doanh nghiệp vận tải và sự đi lại của người dân. Các đơn vị vận tải có tuyến hoạt động tại bến xe Lương Yên phải điều chuyển từ bến xe Lương Yên về các bến xe nước ngầm, Gia Lâm, Yên Nghĩa. Theo lịch trình, bến xe nước ngầm tiếp nhận 162 lượt xe một ngày, bến xe Gia Lâm tiếp nhận 133 lượt xe một ngày, bến xe Yên Nghĩa tiếp nhận 51 lượt xe một ngày. Sở Giao thông Vận tải đã nghiên cứu và tính toán kỹ phương án bố trí các phương tiện, các tuyến hợp lý, đảm bảo không gây quá tải cho các bến xe khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải khẩn trương lên phương án bố trí tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, cố định, dứt khoát không để xe khách chạy xuyên tâm, tránh ùn tắc giao thông. Đồng thời sẽ tăng cường vận tải bằng xe buýt, cùng với thời gian sẽ tạo thói quen đi lại cho hành khách. Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam vừa có đề xuất giảm mức thu phí đối với xe tải và xe chở container trên quốc lộ 5 từ ngày 1 tháng 8 tới. Cụ thể, Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam đề xuất giảm 10% mức thu phí đang áp dụng đối với xe tải có tải trọng từ 10 đến dưới 18 tấn và xe chở container 20 feet nhóm 4. Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở container 40 feet nhóm 5 trên quốc lộ 5 từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Mức phí hiện tại Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam áp dụng thu trên quốc lộ 5 từ ngày 1 tháng 4 vừa qua đối với xe tiêu chuẩn đang là 45.000 đồng một xe một chạm. Riêng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam lại đề nghị giữ nguyên mức thu phí hiện tại bởi dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận là 2.000 đồng 1 km một xe tiêu chuẩn. Nhằm tạo thuận lợi cho người vi phạm giao thông đường bộ thực hiện nghĩa vụ đóng phạt và nhận lại giấy tờ bị lực lượng chức năng tạm giữ, kể từ ngày 15 tháng 7, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thu nộp hộ tiền phạt và chuyển trả giấy tờ tạm giữ tới tận tay người vi phạm trên địa bàn theo yêu cầu. Sau khi cung cấp biên bản vi phạm hành chính do cơ quan công an lập, nộp tiền phạt, tiền phí dịch vụ, người vi phạm sẽ được nhận giấy chứng nhận nộp tiền và phiếu đăng ký dịch vụ thu nộp hộ tiền phạt và chuyển trả giấy tờ qua bưu điện. Sau đó, nhân viên bưu điện sẽ đến kho bạc đóng tiền và liên hệ công an nhận lại giấy tờ chuyển phát nhanh đến người sử dụng dịch vụ. Việc nộp tiền phạt và chuyển phát giấy tờ tạm giữ qua bưu điện sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan. Đối với người vi phạm sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí công sức, đặc biệt với những người vi phạm giao thông tại địa bàn cách xa nơi đang sinh sống. Còn cơ quan công an, kho bạc cũng giảm bớt áp lực trong quá trình xử lý các thủ tục vi phạm, giảm lưu lượng giao thông trên đường và giảm chi phí xã hội. Sáng ngày 18 tháng 7 tại Hà Nội, công ty Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe Innova thế hệ đột phá hoàn toàn mới ra thị trường. Ra mắt lần này, Innova 2016 thế hệ đột phá được giới thiệu gồm 3 phiên bản V, G và E, với nhiều cải tiến ấn tượng. Đầu tiên phải kể đến thiết kế hoàn toàn mới, sắc sảo và hiện đại hơn, nâng mẫu xe mới của Toyota lên một tầm cao mới, khác biệt so với các đối thủ cùng phân khúc. Toyota 2016 thế hệ đột phá sử dụng nhiên liệu động cơ xăng 2.0L, giúp cải thiện rõ rệt khả năng vận hành nhờ hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép. Về cấu trúc, khung xe được thiết kế cứng cáp hơn, giúp tăng cường độ bền bằng hệ thống hấp thụ xung lực tăng lên 15% so với phiên bản trước. Trong khi đó, hệ thống an toàn của Innova cũng được nâng cấp toàn diện bằng việc trang bị thêm rất nhiều các thiết bị an toàn chủ động và thụ động. Tiếp nối thành công mà mẫu xe Innova đạt được trong 10 năm qua, Innova thế hệ đột phá 2016 chính thức được bán tại tất cả các hệ thống đại lý của cửa hàng Toyota từ ngày 18 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, dự án cống hóa mương L2A Y Cụ Y Khoa tại phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội thi công ì ạch 4 năm chưa xong, kéo theo đó là những hệ lụy không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân do tình trạng ô nhiễm mà dự án này gây ra, mà tai nạn nguy hiểm cũng luôn trực chờ những ai muốn di chuyển qua đoạn đường này. Bất cập tại tuyến mương Y Cụ Y Khoa sẽ là thông tin mà chúng tôi đề cập trong phần tiêu điểm ngày hôm nay. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận lại được
tại con mương cống hóa L2A, Y Cụ, Y Khoa tại phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Rác thải, ô nhiễm, vật liệu xây dựng ngổn ngang, không có công nhân thi công, hố ga mất nắp, di chuyển hết sức khó khăn, tai nạn luôn trực chờ với những ai muốn lưu thông trên con đường này. Dự án cống hóa kênh mương Y Cụ Y Khoa trên địa bàn phường Khương Thượng, quận Đống Đa thuộc dự án cải tạo kênh mương thoát nước giai đoạn 2, sử dụng nguồn vốn ưu đãi của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, do Ban Quản lý Dự án Thoát nước thuộc Sở Xây dựng Hà Nội đảm nhiệm, triển khai từ năm 2012. Tuy nhiên, nhiều bất cập nảy sinh trong quá trình thi công dự án. Đơn vị thi công tập kết vật liệu không quy củ để dọc hai bên bờ mương, cạnh nhà dân, khiến cho cảnh quan của khu vực nhếch nhác, lộn xộn. Sắt thép, cốt pha, cát sỏi, gạch đá tràn lan khiến cho việc đi lại, di chuyển, sinh hoạt của người dân nơi đây gặp khó khăn. Đặc biệt, mỗi khi trời mưa, nước thải lại gây ngập úng, mùi hôi nồng nặc ảnh hưởng đến các hộ dân sống dọc tuyến mương này. Và những tai nạn không đáng có do sự thi công thiếu trách nhiệm đã xảy ra khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc. Những cái đường nó gồ ghề này cũng nhiều khi là cụ già mà đi chợ buổi sáng ấy là cũng trượt chân cũng ngã, nhưng mà nói chung là nó cũng không tới mức mà cái tai nạn nó to. Các cháu đi học rất là khổ, khi nó không rút nước đi là có cháu ngã rồi, nhưng chưa tai nạn nặng, nhưng mà thực ra mà nói là cứ phải cõng các cháu qua kênh mương rồi thì nhiều cháu có khi phải nghỉ học. Đoạn mương này dài khoảng 500 mét, thế nhưng sự trì trệ trong công tác thi công làm 4 năm tuyến mương này vẫn chưa xong. Đó là 4 năm mà hàng ngày người dân phải chịu đựng sự hôi thối, bụi bặm và những nguy hiểm luôn rình rập. Cũng 4 năm đó, tuyến đường Khương Thượng nối ra Tôn Thất Tùng không thông do một đoạn mương ngắn thi công kéo dài. Những hệ lụy kéo theo có thể thấy rõ từ sự ì ạch của đơn vị thi công. Đoạn cống hóa trở thành nơi tập kết rác, ngổn ngang vật liệu xây dựng. Con đường men theo cống mương vốn chật hẹp giờ bị băm nát, vỡ nhiều đoạn. Giao thông đi lại của người dân gặp vô vàn khó khăn. Quá trình mà xây dựng con mương này thì người dân cũng rất là ủng hộ, tức là mặc dù là gặp nhiều cái sự khó khăn trong vấn đề đi lại, nhưng mà người dân thì người ta cũng rất thông cảm. Tuy nhiên là cái sự thông cảm này nó đã kéo dài quá nhiều năm mà cái tình trạng là các bạn cũng nhìn thấy là luôn luôn cái con đường này trong cái trạng thái là bừa bộn và bẩn thỉu ấy. Dư luận địa phương rất bức xúc và nhiều lần kiến nghị ra phường về việc thi công chậm tiến độ. Ngày 27 tháng 6 năm 2016, Ủy ban Nhân dân phường Khương Thượng có công văn gửi các cơ quan chức năng về việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Trong văn bản đề nghị Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Thoát nước của Ủy ban Nhân dân phường Khương Thượng yêu cầu kiểm tra, chỉ đạo nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, cải tạo dự án, sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Cụ thể, đối với khối lượng công việc đã thi công xong, cần khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng, đảm bảo ổn định cuộc sống cho nhân dân. Thực hiện thi công cuốn chiếu, thi công hoàn thành dứt điểm từng đoạn tuyến, làm đâu gọn đấy. Những khối lượng, hạng mục thi công còn dang dở, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ. Trong quá trình thi công, phải đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường, tiêu thoát nước. Thế nhưng thực tế cho thấy, những yêu cầu của bên Ủy ban Nhân dân phường Khương Thượng vẫn chưa được đáp ứng và giải quyết, khi những hình ảnh này vẫn còn tồn tại. Không hiểu tại sao thì cái công trình nó cứ vẫn như thế này thôi. Dân thì rất bức xúc, nhưng mà nói đúng ra thì dân mà để nói thì cũng ít người dám nói ra những cái việc mà nó sự thật này. Dự án cống hóa kênh mương L2A Y Cụ Y Khoa là chủ trương tốt, giúp cho người dân được đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn. Thế nhưng với sự ì ạch như thế này, không biết đến bao giờ người dân mới được hưởng lợi. Mà vấn đề có thể thấy rõ, đó là trong thời gian dài, người dân vẫn phải sống chung với ô nhiễm và nguy hiểm xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm của những đơn vị liên quan đến công trình này. Tôi thì cũng như tất cả mọi người dân đều rất là mong muốn là cái con đường nó được thực hiện đúng tiến độ để cho cái con đường này nó được hoàn thành và trả lại đúng cái bộ mặt thực sự của đô thị. Mong rằng chính quyền, cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc để giải quyết cho những hộ dân nơi đây, trả lại cho họ cuộc sống trong lành và môi trường giao thông an toàn ở một con ngõ ngay giữa thủ đô. Chừng nào việc thi công giải phóng mặt bằng còn chậm trễ thì con mương này vẫn tồn tại nhiều nguy hiểm. Những vấn đề về ô nhiễm môi trường và cả mỹ quan đô thị, và khổ nhất vẫn chỉ là người dân.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.